Hello, chào mọi người, chào. Đây đây là cái bộ mặt bên trong ạ. Bình thường thông thường thì bạn sẽ khoét một cửa sổ ở đây. Khoét cửa sổ ở đây hoặc sau đó bạn đặt ở đây. No, không được. Không nên. Bạn đặt đây. Không nên thì vì đây là loa toàn giải bạn. Toàn giải nhưng toàn giải không hẳn toàn giải lắm chứ. Còn cái loại toàn giải siêu toàn giải kia thì mình không nói. Vậy thì bây giờ bạn khoét một cái lỗ ở đây xong bạn đặt ở đây. Cửa miệng ra. Cũng nô luôn đúng không bạn ạ? Không nô, không làm như vậy. Tại sao vậy? Vì ở đây là cái mạch riêng nhà mà bạn muốn cái giải mic của nó. Nó không bị chói tai mà bạn. Bây giờ nó quá nhiều. Thì bạn phải điều chỉnh tần số bằng hộp. Bạn đặt đây. Cũng nô luôn bạn nhé. Nô luôn. Vậy đặt đâu ta? Đặt đâu? Hay là đằng sau đít? Đằng sau đít nhé. Đặt sau đít ở đây. Khoét một cái lỗ ở đây. Đặt sau đít. Nô luôn. Vậy đặt đâu? Thì bây giờ mà mình đi giải thích lòng vòng là rất chi là mất thời gian luôn. Nhưng mà hộp loa để cho mình thiết kế luôn cái hộp loa gọi là cấu tạo hộp loa điều chỉnh giải tần số. Bởi vì ở đây á là loa toàn giải, loa nghiêng về tiếng Trung nhiều quá. Ở đây thì loa này cũng có tiếng Czech. Hello, chào mọi người, chào các bạn, tất cả các bạn, mọi người ở đây mình đang trở lại. Và bây giờ giả sử như mà bạn có một con loa này, đây là loa toàn giải đúng không? Bạn đặt vào đây đúng không? Bạn đặt vào đây. Bình thường thông thường thì bạn sẽ khoét một cửa sổ ở đây. Khoét cửa sổ ở đây hoặc sau đó bạn đặt vào đây. No, không được. Không nên. Bạn đặt đây. Không nên thì vì đây là loa toàn giải bạn. Toàn giải nhưng toàn giải không hẳn toàn giải lắm chứ. Còn cái loại toàn giải siêu toàn giải kia thì mình không nói. Lý do là tại sao bạn lại đặt cái chiều này quay như thế này lại là nâu, mà bạn đặt như thế này, bạn đặt như thế này là nâu. Tại vì ở dưới đây có một cái lỗ người ta gọi là lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi này sẽ có một cái cửa sổ như thế này. Đúng không? Đây là lỗ thông hơi. Vậy thì các bạn đặt cái loa toàn giải đặt như thế này là no nhá, no. Bạn đặt như thế này này mới là Z. Tại sao vậy? Bởi vì dưới đây như thế này. Nếu như bạn mà cảm thấy mà tiếng Trung nhiều quá, các bạn muốn điều hòa tần số thì các bạn sẽ đặt theo cái chiều gọi là như thế này thì nó sẽ tăng tiếng bass này, tăng tiếng bass, tăng tiếng chét và giảm tiếng Trung này. Nhưng mà nếu như các bạn cảm thấy mà mic ít quá, tức là tiếng Trung ít quá thì các bạn lại đặt như thế này thì là cũng dê luôn. Đó là tùy các bạn, vì dù tùy theo, nếu như bạn muốn bass nhiều mình sẽ đặt như thế này, tức là đặt cái đít loa này sẽ đối diện với cái cửa sổ này, cái này với cái này sẽ chồng với nhau như thế này đấy. Sau như thế này thì nó sẽ giảm tiếng Trung mà tăng tiếng bass. Bây giờ các bạn đặt lên đây, bởi vì đây là cái hộp được giải tần số thì mình cũng đặt như vậy và mình sẽ đặt nó vào đây. Khoan đã, chờ chút, ở đây đặt thật là khó khăn quá. Ở đây cái dây nó thật là lòng ngoằng quá. Rồi, sắp xong rồi bạn ơi. Sau đó mình đã đặt được vào trong đây rồi nhá. Tại sao các bạn lại đặt ở trong đây mà cái vách ngăn từ đây lại đây nhá. Từ đây lại đây là sâu vậy, sao lại đặt rồi. Sau đó các bạn đậy lại này, đậy lại. Như vậy là các bạn nhốt hết cái loa vào đây làm chi. Đó. Các bạn nhốt loa hết vào đây làm chi. Còn đầu tiếng nữa. Nhưng nó chỉ còn có một cái đường đít đây. Đường đít đây, loa đây là thoát qua cửa sổ, và cái đít loa ở đây là thoát ra cửa sổ. Mà ở đây không biết là bạn có nhìn thấy không? Nhìn thấy. Mình phải xoay thì các bạn mới thấy được chứ. Các bạn sẽ tìm thấy một cái đít loa ở đây.
Có thể là bạn vẫn không nhìn thấy đâu. Đây là bạn thấy cái đít loang đấy đấy, đít loa lại chổng ra, mà sao các bạn lại không chổng cái miệng ra? Là bởi vì bạn muốn giảm tiếng trung mà muốn điều khiển tần số bằng cái thùng loa, chứ bạn không điều khiển tần số bằng cái hệ phân tần. Vậy khi bạn đóng cái đít này, khi bạn đóng cái đít này lại vào này, là gọi là bừng bừng bí bừng 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 bí bừng bừng bí hết luôn, kín hết luôn. Như vậy bạn đóng cái đít này vào, bục vừa phát và nó sẽ tự điều hòa tần số luôn. Như thế, đây là cái cấu tạo hộp loa điều chỉnh tần số, gọi là cấu tạo hộp loa điều chỉnh tần số bạn ạ.